Tỷ phú tự thân Warren Buffett đã bước sang tuổi 89 vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. CEO của Berkshire Hathaway không chỉ nổi tiếng với những chiến lược đầu tư thông minh, ông còn là một nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều người bằng triết lý sống của mình. Ngay sau đây là 6 lời khuyên tốt nhất của ông về cuộc sống. Hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu và học hỏi ngay bạn nhé! Kết hôn với đúng người. Warren Buffett đã tạo nên khối tài sản khổng lồ của mình nhờ vào đầu tư thông minh. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi về quyết định quan trọng nhất mà ông từng đưa ra, thì nó sẽ chẳng liên quan gì đến tiền bạc. Theo Buffett, quyết định lớn nhất trong cuộc đời ông chính là chọn bạn đời. Ông từng nói trong cuộc trò chuyện năm 2017 với Bill Gates, bạn sẽ muốn kết giao với những kiểu người mà bạn thích. Chúng ta có xu hướng như vậy, và người quan trọng nhất cho đến nay trong các mối quan hệ chính là vợ hoặc chồng của bạn. Tôi hoàn toàn không nói quá về điều đó. Đó là lời khuyên mà Warren Buffett đã đưa ra trong nhiều năm. Ông từng nói tại cuộc họp thường niên năm 2009 của Berkshire Hathaway, hãy kết hôn với đúng người. Tôi thật sự nghiêm túc về điều đó. Nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ thay đổi nguyện vọng của bạn và tất cả mọi thứ. Đầu tư vào bản thân. Khoản đầu tư có lời nhất mà bạn có thể thực hiện được là đầu tư vào chính mình. Warren Buffett nói với tổng biên tập Yahoo Finance, Andy Serwer, hồi đầu năm này. Đầu tiên, hãy học cách giao tiếp tốt bằng cả văn bản và lời nói trực tiếp. Làm nổi bật kỹ năng đó có thể tăng giá trị của bạn lên ít nhất 50%. Tiếp theo, hãy chăm sóc cơ thể và tâm trí của bạn, đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Ông nói, giả sử tôi đưa cho bạn một chiếc xe hơi, và nó là chiếc xe duy nhất bạn sở hữu trong cả cuộc đời, chắc chắn bạn sẽ chăm sóc nó hết mực, bạn sẽ sửa chữa mọi vết xước, bạn sẽ dành thời gian đọc hướng dẫn cho chủ sở hữu, bạn cũng sẽ xây một gara để xe và làm mọi thứ có thể. Cũng tương tự, bạn chỉ có một tâm trí và một cơ thể duy nhất, bạn không thể bắt đầu chăm sóc bản thân khi bạn đã 50 tuổi, lúc đó, cơ thể sẽ rệu rạo nếu bạn không làm gì cả. Kết giao với những đối tượng cao cấp. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Warren Buffett đã nói với tác giả Gillian Joe-Segal trong một cuộc phỏng vấn sách năm 2015, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là kết giao với những người tốt hơn bạn. Nếu bạn chơi với những đối tượng cao cấp đó, bạn sẽ bắt đầu hành xử giống như họ. Ngược lại, nếu bạn quanh quẩn với những người cư xử tệ hơn bạn, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị kéo theo chiều hướng đó. Làm việc cho những người bạn tôn trọng. Theo Buffett, hãy cố gắng làm việc cho bất cứ ai mà bạn ngưỡng mộ. Đó không nhất thiết phải là công việc bạn sẽ làm đến tận 10 năm sau, nhưng bạn sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều thứ khi bạn đi cùng với nó. Mặc dù tiền lương là một yếu tố quan trọng khi nghĩ về sự nghiệp của bạn, nhưng bạn sẽ không muốn kiếm một công việc chỉ vì tiền. Buffett nói, ông đã từng chấp nhận làm việc cho Benjamin Graham mà thậm chí không hỏi về mức lương. Graham vừa là một người thầy, vừa là thần tượng của Buffett. Buffett đã nói rằng, tôi phát hiện ra điều đó vào cuối tháng, khi tôi nhận được tiền lương của mình. Bỏ qua những thông tin gây nhiễu. Đầu tư có thể mang lại cảm xúc, và điều đó không giúp ích gì khi bạn có thể thấy được tình hình đầu tư của mình hàng giờ bằng cách kiểm tra mã chứng khoán hoặc bật tin tức. Không ai có thể chắc chắn cách mà thị trường tài chính sẽ biến động. Chiến lược tốt nhất, ngay cả khi thị trường chững lại, là giữ một cái đầu lạnh và thực hiện theo kế hoạch. Thẳng thắn mà nói, tôi không chú ý đến những gì các nhà kinh tế nhận định. Warren Buffett phát biểu vào năm 2016, nếu bạn nhìn vào toàn bộ lịch sử của các nhà kinh tế, họ không kiếm được nhiều tiền khi mua bán cổ phiếu, nhưng những người mua bán cổ phiếu lại lắng nghe họ. Tôi thấy có vấn đề với điều đó. Thành công không được đánh giá bằng tiền. Warren Buffett luôn là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng ông không sử dụng sự giàu có của mình như một thước đo thành công. Đối với ông, điều quan trọng nhất là người bạn gần gũi yêu thương bạn. Ông nói với sinh viên MBA trong một cuộc nói chuyện năm 2008, được trao tình yêu vô điều kiện là lợi ích lớn nhất mà bạn có thể nhận được. Điều tuyệt vời của tình yêu là bạn không thể từ bỏ nó. Bạn càng cho đi, bạn sẽ càng nhận về nhiều hơn. Nhưng nếu bạn càng cố nắm giữ tình yêu, nó sẽ biến mất. Vừa rồi là 6 lời khuyên trong cuộc sống và đầu tư từ tỷ phú Warren Buffett. Hãy cùng đón xem những điều thú vị khác về nhà đầu tư thiên tài này trong những video tiếp theo bạn nhé. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được truyền những cảm hứng tuyệt vời, học hỏi các bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới và Việt Nam trong kinh doanh và khởi nghiệp.